Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong lúc cả nước đang phải gồng mình để chống chọi với con vũ háng đang ở cao trào thì thấy việc bổ nhiệm nhân sự cũng liên tục được xuất hiện trên truyền thông. Trước khi bộ chính trị họp về dịch sáng ngày 20 tháng 3 năm 2020 thì ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng chủ trì tiểu ban nhân sự đại hội 13 họp ngày 19 tháng 3 năm 2020 để thấy được việc làm nhân sự cho đại hội 13 đang được tiến hành gấp rút đến mức độ như thế nào từ trung ương đến địa phương. Một vấn đề được bàn luận công khai bởi các cán bộ lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là việc chạy nhân sự trung ương đây là vấn đề của đảng nhưng có ảnh hưởng trực tiếp to lớn đến nhân dân. Còn chạy nhân sự trong đảng thì hàng ngũ cán bộ mãi còn yếu kém, nạn hối lộ, tham nhũng còn gia tăng. Quốc khố bị rút ruột, kinh tế bị tàn phá, xã hội bị băng hoại. Làm thế nào để chấm dứt tình trạng chạy nhân sự ở cấp tỉnh, thành và trung ương? Theo lời của ông Tô Hy Dứa, cựu trưởng ban tổ chức trung ương, thì cách đây hơn 5 năm đã quy hoạch nhân sự cho đại hội 12 và một phần cho cả đại hội 13 nữa. Phát biểu tổng kết công tác quy hoạch cán bộ ngày 27 tháng 1 năm 2015, ông Tô Hy Dứa thông báo đã quy hoạch 22 ủy viên Bộ Chính trị và 290 ủy viên Trung ương cho đại hội 12. Ông Dứa cũng cho biết là đã nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc về việc ban tổ chức trung ương khi mới nhận nhiệm vụ này cũng chưa biết bắt đầu từ đâu đã tính đến việc nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc. Qua làm việc với lãnh đạo các cấp của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc có chuẩn bị nhân sự cấp cao nhưng không hoàn toàn như cách của Việt Nam là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược không những cho nhiệm kỳ này mà cho cả những nhiệm kỳ tiếp theo chúng ta đã thành công cuối cùng trung ương bộ chính trị đã quyết định danh sách 290 đồng chí trung ương cho các khóa sắp tới đã quyết định được 22 đồng chí và quy hoạch bộ chính trị ban bí thư và mới đây chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu bổ sung theo đúng quy định quy trình điều nhấn mạnh của ông tôi hy dứa là quy trình làm nhân sự không cho phép chạy khi làm nhân sự anh không được phép tiếp xúc nếu anh tiếp xúc ở các cơ quan ở nhà hay ở quán xá là vi phạm Ngược lại nếu như cán bộ thuộc diện xem xét mà cứ tìm cách gặp gỡ cán bộ phụ trách nhân sự ở ban cũng là vi phạm Không thể chạy được 5 cơ quan ở trung ương và thêm địa phương nữa là 6 cơ quan Mặc dù có đồn thổi nhưng chắc chắn là không có chạy Nhiều người thừa biết nhận định trên của ông Tô Hy Dứa là không đúng thực tế Thứ nhất là không cần tiếp xúc với cách ông tôi Huy Dứa đã nói mà vẫn liên lạc được với người làm nhân sự. Thứ hai là lý do nhiều đến 6 cửa thì không thể chạy qua hết được là sai thực tiễn. Hiển nhiên cũng có người chạy đến cửa thứ năm thì hết hơi, thậm chí là có người hết đạt ngay sau cửa thứ nhất. Nhưng 6 cửa chứ 60 cửa vẫn có người chạy được thực tiễn là chứng minh điều đó. Ngồi yên thì không thể đến được trung ương bộ chính trị. Có một nhu cầu khẩn thiết hiện nay có một thực tế đó là cấp trên chạy cấp dưới. Điều cần làm rõ là ai chạy ai. Mọi người thường nói đến nhiều cấp chạy cấp trên đó là điều hiển nhiên nhưng họ quên mất tình tính biện chứng thứ hai đó là hai chiều rằng còn có chiều ngược lại là cấp trên chạy ở cấp dưới. Người làm nhân sự đưa cấp dưới vào cơ cấu giữ chức vụ nào đó thì đến lượt mình cấp dưới có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho người làm nhân sự. Sau khi rời chức ở lại nguyên chức hay thăng tiến vào cấp cao hơn nữa, muốn vào bộ chính trị thì phải có phiếu của ủy viên trung ương, muốn được cơ cấu vào bộ chính trị, tổng bí thư thì phải có phiếu của ủy viên bộ chính trị. Những tác hại của việc chạy phiếu, đó là việc chạy phiếu không có gì phải bàn nếu như nó được công khai minh bạch, thậm chí có vị đại biểu quốc hội đã từng nói, tổng thống Mỹ phải chạy phiếu. Nhưng điều khác biệt cội, cốt lõi là ở Mỹ chạy phiếu công khai còn ở nước ta là chạy phiếu bí mật. Ở Mỹ chạy phiếu toàn dân còn ở ta là chạy phiếu chỉ có một số ít các nhóm người. Ở ta chạy phiếu bí mật vì không có tranh cử công khai. Khi có tranh cử công khai thì không phải chạy phiếu bí mật. Chạy phiếu bí mật đưa đến những tác hại to lớn. Hình thành những phe phái bí mật từ đó sinh ra những chia rẽ ngầm. Vì chạy bí mật nên không sòng phẳng dẫn đến bất công, tạo ra lợi thế cho người này nhưng lại đưa đến bất lợi cho người khác. Vì che giấu không công khai nên không cho phép người ứng cử bộc lộ mọi khả năng, từ đó không đánh giá đúng năng lực và của người chạy phiếu, kết quả là người tài hơn không trúng cử. Làm cho nhân cách của con người bị thấp kém vẻ ngoài thì có vẻ vô tư nhưng ở bên trong thì chạy trọt, đó là khuyến khích thói đạo đức giả, phải chạy trọt mọi cấp mọi cách, đâm ra thấp hèn không từ cả kế hèn kế bẩn mưu hèn kế bẩn và dẫn đến độc địa từ những điều tai hại nêu trên cần thiết phải tiến hành tranh cử công khai các thể thức tranh cử công khai và hệ lụy không phải cứ tranh cử công khai là sòng phẳng có hai nhân tố rất quan trọng làm thay đổi bản chất kết quả của tranh cử công khai đó là thể thức tranh cử công khai và tranh cử công khai trên số lượng cử tri nào cùng tranh cử công khai nhưng thể thức tranh cử đưa đến kết quả thắng cử khác nhau. Thông thường có hai thể thức tranh cử công khai, đó là loại trực tiếp và chọn từ số đông. Loại trực tiếp là thể thức khốc liệt mang tính sống còn, tranh cử qua nhiều vòng đối đầu. Mỗi vòng hai ứng cử viên đối đầu nhau, người thắng sẽ lọt vào vòng đấu sau. Ở thể thức này không thể mặc cả, mua chuộc, không thể có cơ hội khác, thua là bị loại, người thắng cuộc cuối cùng luôn là người rất giỏi. Còn thể thức chọn từ số đông là bầu chọn một người từ số đông cùng một lúc Rất khó để lựa chọn bị tác động ở nhiều nhân tố giống như thể thức đấu bảng của thể thao Thể thức này có nhược điểm là khi tranh cử diễn ra một số ít thì xuất hiện khả năng bị khống chế, hối lộ, mua chuộc, móc ngoặc. Người thắng cuộc thường không phải là người có tính quyết liệt. Nhưng khi tranh cử trên số đông, chẳng hạn như toàn tỉnh, toàn quốc thì các lỗi vừa nêu trên sẽ bị loại trừ. Tranh cử ở số ít luôn bị khống chế, thông đồng hối lộ mặc cả mua chuộc, vì số ít dễ bị khống chế và thông đồng hối lộ mặc cả mua chuộc. Tranh cử trên số lớn thì khó khống chế, khó mặc cả, khó mua chuộc và khó bị hối lộ, vì muốn làm thì phải bao hết tất cả 50% cử tri của cả nước, đó là điều không thể ngoại trừ mang đến lợi ích cho đại đa số cử tri. Bởi thế kẻ độc tài bao giờ cũng chỉ muốn bầu cử trong một nhóm người kẻ độc tài không bao giờ cho phép bầu cử ở đại chúng. Từ tranh cử cho đến số ít và trên số đông vừa nêu trên để dễ dàng rút ra những khuyết tật của mô hình tập trung dân chủ. Mô hình tập trung dân chủ trong thực tiễn luôn tiến hành bầu cử trên số ít, từ đó xuất hiện các khả năng bị khống chế, thông đồng, mặc cả mua chuộc hối lộ ngầm, cuối cùng thì luôn dẫn đến sự thắng thế của kẻ độc tài. Nói cách khác thì kẻ độc tài đã vô hiệu hóa sự dân chủ trong bầu cử, biến bầu cử thành hình thức giả tạo. Nếu như mô hình tập trung dân chủ được thực thi trên số lớn, chẳng hạn như cử tri toàn tỉnh, cử tri toàn quốc, thì các lỗi vừa nêu trên sẽ bị triệt tiêu dần tới không. Lượng người bỏ phiếu càng lớn thì khả năng tiêu cực càng nhỏ. Lịch sử cho thấy ở tất cả các nước vận dụng mô hình tập trung dân chủ thì đều đưa đến sự xuất hiện của những kẻ độc tài mọi quy trình nhân sự dù bao nhiêu lớp bao nhiêu cửa vẫn không thể chống được tiêu cực không chỉ cấp dưới chạy cấp trên mà có cả cấp trên chạy cấp dưới mô hình tập trung dân chủ vận dụng một số ít luôn đưa đến sự độc tài không có biện pháp nào chống được chạy nhân sự ngoài tranh cử công khai trên toàn bộ tập hợp nghĩa là lãnh đạo ở địa phương cấp độ nào thì tranh cử trên bộ phận địa phương đó cụ thể như lãnh đạo tỉnh thì tranh cử toàn tỉnh lãnh đạo thành phố thì tranh cử toàn thành phố lãnh đạo quốc gia thì tranh cử toàn quốc gia thể thức tranh cử tốt nhất là hình thức loại trực tiếp con đường chống chạy nhân sự đã rõ con đường chọn ra người tài cũng đã rõ vấn đề còn lại là có dám đi theo hay không vì đi theo là phải từ bỏ quyền lực của một số ít mà trao lại quyền lực cho số đông Xin ăn của phương Tây nhưng vẫn móng mong muốn là phương Tây chết đi Chẳng cần phải thống kê số liệu để làm dẫn chứng người thường nhất cũng có thể biết được cơn đại dịch Vũ Hán sẽ khiến cho nền kinh tế nhiều quốc gia lầm vào cảnh lao đao và với những nước mạnh khốn đốn với những nước yếu Việt Nam tất nhiên là nước yếu hiện nay còn số người nhiễm dịch cúm virus Vũ Hán ngày càng tăng Chính phủ đã phải ban hành những lệnh cấm khắt khe để ngăn chặn cơn dịch, cơn dịch bệnh loàn lan rộng và điều tất nhiên là những lệnh cấm đoán đó ảnh hưởng trầm trọng đến sản xuất, lưu thông hàng hóa và các ngành nghề dịch vụ. Lệnh cấm là việc phải làm cho cơn dịch nó khiến cho kinh tế suy thoái là cái giá phải trả. Không ai phàn nàn gì về lệnh cấm, ai cũng hiểu điều đó. Đó là một việc bất đắc dĩ cần phải làm. Chiều ngày 27 tháng 3 năm 2020, chính phủ của KLMV Nguyễn Xuân Phúc họp thường trực chính phủ để đưa ra đề nghị tổ chức một cuộc họp hội nghị toàn quốc vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Hội nghị toàn quốc này sẽ bàn đến 4 mục tiêu lớn trong đó có phục hồi kinh tế sau đại dịch là trọng tâm. Thứ đến là bảo đảm an ninh giữ vững chế độ, phòng trường hợp xấu, đói kém và sinh ra loạn lạc. Những việc mà Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc đưa ra là những việc hiển nhiên Ai cũng thấy cần phải tính toán đối phó với hậu quả của cơn dịch và đưa ra cách đối phó, như gợi ý của ông Phúc là tìm thị trường mới trong nước và thị trường lớn ở nước ngoài. Ông Phúc còn nói thêm, bắt tay ngay vào việc thì mới vực dậy được nền kinh tế, nhất là khi những thị trường lớn liên quan đến chúng ta phục hồi. Trong 2 tháng đầu năm 2020, nhập của Trung Quốc gần 10 tỷ đô la và xuất sang Trung Quốc chỉ có 5 tỷ đô la. Trái lại xuất sang Mỹ hơn 10 tỷ đô la còn đang dự định nhập thêm thiết bị và tư y tế để chống dịch tại Mỹ. Việt Nam nhập lại từ Mỹ 2 tỷ đô la, xuất sang châu Âu 6,5 tỷ đô la và nhập về 3 tỷ đô la. Như vậy lẽ ra Việt Nam phải mong muốn thị trường Mỹ, châu Âu phục hồi mạnh trở lại để nền cho kinh tế Việt Nam được ăn ké theo. Thế nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam lại rất bạc bẽo và vô ơn trong cơn đại dịch hoành hành bởi virus Vũ Hán của Trung Cộng. Các cơ quan truyền thông của Việt Nam lại hả hê bày tỏ những con số thống kê thiệt hại của Mỹ, châu Âu Thậm chí còn đi xa hơn thế là tuyên truyền theo hướng cơn dịch, định hướng cơn dịch từ Trung Quốc truyền vào Việt Nam đã được khống chế Nhưng sở dĩ bùng phát là bởi các nguồn từ châu Âu và Mỹ mang về Việt Nam Việt Nam mong châu Âu và Mỹ thiệt hại để cho Trung Quốc trỗi dậy chăng? Cái này thật là khó hiểu, nhưng nếu biết Việt Nam là nước cộng sản với Trung Quốc thì lại chẳng có gì là khó hiểu cả. Big Desk tiết lộ tuyến đường chạy trốn của 60.000 người vũ hán khớp với sự lây lan đại dịch trên toàn cầu. Vào tháng 2 năm 2020, một nhóm nghiên cứu của Đại học Southampton ở Anh đã sử dụng dữ liệu phần lớn để phân tích, mô phỏng và theo dõi dấu vết di chuyển của gần 60.000 người dân vũ hán trước khi thành phố này đóng cửa. Kết quả bất ngờ cho thấy có một sự trùng khớp đến kinh ngạc về lộ trình di tản của những người này với tình hình bùng phát dịch bệnh ở châu Âu và Hoa Kỳ. Dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành ở toàn cầu. Gần đây, số bệnh nhân nhiễm dịch tại nhiều quốc gia châu Âu và châu Mỹ tăng một cách nhanh chóng và chóng mặt. Vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, dịch viêm phổi Vũ Hán đã lây lan và bùng phát mạnh trên khắp Trung Quốc đại lục và tâm dịch Vũ Hán đã tuyên bố đóng cửa thành phố. Ngay trước đêm thành phố đóng cửa một lượng lớn người dân Vũ Hán đã chạy trốn bằng nhiều cách khác nhau. Thị trường Vũ Hán, ông Chu Tiên Vượng từng nói với truyền thông đại lục rằng có hơn 5 triệu người đã rời khỏi Vũ Hán trước khi thành phố này đóng cửa vào ngày 23 tháng 1 năm 2020. Vào giữa tháng 2 năm 2020, nhóm dữ liệu của World Pop của Đại học Southampton đã sử dụng phần mềm máy tính để phân tích các dữ liệu điện thoại di động và hàng không của gần 60.000 người dân Vũ Hán đã chạy trốn trước khi Vũ Hán đóng cửa. Phân tích này phát hiện ra rằng những người này đã di tản giải rác khắp trên 382 thành phố bên ngoài Trung Quốc, bao gồm có châu Á, châu Âu, Hoa Kỳ, Úc và những nơi khác. Trong những người bỏ trốn này có ít nhất 834 bệnh nhân được xác nhận nhiễm virus Vũ Hán. Nhóm Pop đã chỉ ra rằng do dịch bệnh bùng phát trên quy mô lớn nên có thể lan rộng hơn nữa ra bên ngoài Vì vậy tất cả các quốc gia cần phải chuẩn bị Từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay các thành phố lớn có nguy cơ nhiễm dịch cao ở Trung Quốc Và trung tâm lớn nhất trên thế giới nên tăng cường kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của virus Tuy nhiên do hướng dẫn sai lệch từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO và sự che đậy thông tin của Đảng Cộng sản Trung Cộng các quốc gia khác không có cách nào để biết được thông tin thật về tình hình dịch bệnh. Do đó, dòng người từ Vũ Hán bao gồm có những người được chẩn đoán nhiễm dịch đã có cơ hội chạy trốn sang nhiều quốc gia khác trên thế giới. Cuối cùng thì điều này đã dẫn đến việc toàn cầu vỡ trận và dịch bệnh bị mất kiểm soát. Về vấn đề này, một cư dân mạng Facebook đã đăng tải thông tin về báo cáo của nhóm World Pop vào ngày 14 tháng 2 và cho rằng điều này sẽ khiến cho cộng đồng thế giới không khỏi dùng mình và kinh ngạc không lạ gì khi cả châu âu và hoa kỳ đều rơi vào tình trạng bùng phát mạnh một số cư dân mạng cho rằng đảng cộng sản của trung cộng đã phải chịu trách nhiệm cho lần dịch lần này và đảng cộng sản trung quốc đã phát động một cuộc tấn công vào toàn thế giới bằng vũ khí sinh học vào cuối tháng 1 năm 2020 khi dịch bệnh vượt mức kiểm soát và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải thừa nhận rằng virus Vũ Hán có thể lây truyền từ người sang người và vào thời điểm đó, chạy khỏi Vũ Hán và trở thành một từ khóa tìm kiếm trên mạng Weibo. Người dân thành phố Vũ Hán đã phải bỏ chạy qua đường bộ và đường hàng không. Một số người bỏ chạy khỏi Vũ Hán vào ngày 20 tháng 1 còn khoe trên mạng xã hội rằng họ bị sốt đến 39 độ C. Một số người bị ho và sốt nhẹ nhưng họ đã tự uống thuốc để vượt qua máy đo thân nhiệt hồng ngoại và đã đắp máy bay đến pháp thành công những người này còn đăng ảnh chia sẻ nói rằng cuộc trốn thoát thành công của họ là câu lạc bộ chiến thắng vào ngày 23 tháng 3, Phoenix Video đã đăng lại một video từ kênh truyền thông đại lục cho thấy vào ngày 19 tháng 3, bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán virus là bà Hố Á Mẫn, sinh năm 1954, bà là giáo sư chủ nghĩa Mark Lenin, cựu viện trưởng viện văn học sư phạm Hoa Trung, Vũ Hán. Sau 49 ngày điều trị, bà Hồ Á Mẫn đã rời bệnh viện bệnh truyền nhiễm và được chuyển đến bệnh viện Đa Khoa Rome. Ngày 30 tháng 1, Thủ tướng Ý, Giuseppe, tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng hai người khách du lịch từ Trung Quốc đã được xác nhận là nhiễm virus Vũ Hán là một cặp vợ chồng ở độ tuổi 66 và 67, họ đã được cách ly đi để điều trị. Danh tính của họ không được tiết lộ. Theo truyền thông hai Message Zero của Ý, cặp đôi người Trung Quốc này đã đến Milan vào ngày 23 tháng 1 và sau đó đến một khách sạn ở Rome. Trong chuyến đi họ đã bắt xe buýt đến casino để tham quan Đêm ngày 29 tháng 1 họ cảm thấy không khỏe nên đã đi khám và kết quả cho thấy dương tính với virus Vũ Hán Điều này có nghĩa là hai người đã đi du lịch Ý 6 ngày trước khi được chẩn đoán là nhiễm virus Bài báo cho biết cặp vợ chồng này đã là ca viêm phổi Vũ Hán đầu tiên được xác nhận ở Ý Cư dân mạng nói đây chắc chắn là bệnh nhân số 0 ở Ý, bệnh nhân số 0 ở Hoa Kỳ chắc chắn là người Trung Quốc ở Sito. Bệnh nhân số 0 ở tất cả các quốc gia đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc chuyển ra. Vậy mà vẫn không biết sâu hổ còn đi đổ lỗi cho khắp nơi. Kể từ tháng 3 năm 2020, dịch viêm phổi Vũ Hán đã lan rộng khắp thế giới và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích, yêu cầu phải chịu trách nhiệm về những tổn thất to lớn do dịch bệnh gây ra. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đi truyền bá thuyết âm mưu nhằm đổ lỗi cho Hoa Kỳ và Ý về nguồn gốc của virus. Giáo sư Lý Dậu Đàm thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan nói với báo tờ Epoch Times rằng nước châu Âu đã quá bất cẩn khi nghe theo lời khuyên của WHO. Kết quả của các nước này đã trở thành ổ dịch, dịch bệnh bùng phát mạnh ở châu Âu, sau đó truyền sang Hoa Kỳ. Virus Vũ Hán đã quét qua hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Nhưng đến tận đầu tháng 3 năm 2020, WHO vẫn một mực từ chối thừa nhận đây là một đại dịch. Kể từ khi đại dịch bùng phát, ngoại giới nghi ngờ và chỉ trích WHO và Tổng Giám đốc Tedros bảo vệ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và cho rằng WHO đã trở thành một đảng tri bộ của nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Mario Vargas, Lô Lôsa, một nhà văn người Peru là tác giả của giải Nobel về văn học gần đây lên tiếng phê bình rằng chính vì hệ thống chính trị của đảng cộng sản Trung Quốc mà thế giới đang sống trong một cơn hoảng loạn dịch bệnh như thời Trung cổ. Ông chỉ ra rằng bệnh dịch là sự trừng phạt của thượng đế. Nói tiếp về nhậu thiếu và hát chịu của đảng cộng sản Việt Nam. Tháng trước nhiều người mỉa mai ông Nguyễn Phú Trọng khi tại dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông tuyên bố tổ chức chính trị do ông là tổng bí thư là một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng đắn, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ thì đảng đó là sức mạnh vô địch, không thế lực nào có thể ngăn cản được trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên tháng này cho dù chính phủ liên tục khuyến cáo mọi người hạn chế ra đường không tụ tập đông người cho dù virus vũ hán gây dịch viêm phổi tiếp tục lan rộng với các diễn biến càng lúc càng đáng ngại nhưng các tổ chức đảng cấp cơ sở trên toàn lãnh thổ việt nam vẫn được chỉ đạo phải tiến hành đại hội cấp cơ sở theo đúng yêu cầu tiến độ và ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đã đề ra tường thuật về các đại hội đảng cơ sở vừa chỉ ra đúng là không thế lực nào có thể sánh được với đảng ta. Các đại hội đảng cơ sở cho thấy ở nhà vì người khác tránh lây nhiễm cho nhau và lây nhiễm chéo trong cộng đồng là khuyến cáo dành cho người dân, còn đảng viên là ngoại lệ. Tường thuật của VOV Đài Phát Thanh Quốc gia về đại hội của tri bộ 3, phường Kim Liên, quận Đông Đa, thành phố Hà Nội khắc họa rất rõ điều đó. Trên đường đi dự đại hội, đảng nhiều đảng viên của chi bộ này đã tạt vào những hàng quán có sự tụ tập hơi đông người để nhắc quần chúng giữ khoảng cách với nhau và giáo dục họ tốt nhất là nên về nhà. Cứ như tường thuật của VOV và ý kiến của đảng viên chi bộ vừa kể thì virus Vũ Hán sẽ tránh người của Đảng để cho đại hội thành lập được thành công tốt đẹp và chi bộ sẽ tiếp tục dẫn dắt nhân dân trong địa bàn của mình hoàn thành nhiệm vụ chính trị chưa rõ tuyên bố của bí thư tri bộ này mỗi tri bộ sẽ là một chiến tuyến đi đầu gương mẫu cái tâm chiến đấu để góp phần thắng lợi trong nạn dịch được vov chọn làm tựa đề trong bài viết của mình có khiến cho ai đó vỡ não ra khi dáng ra lý giải tại sao chiến tuyến có thể đi thậm chí là đi đầu hay không Công nghệ 4.0 yếu tố thời thượng năm ngoái còn thường xuyên nằm trên môi miệng của các viên chức chính thống, chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương cho đến địa phương, nhất là ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc, đột nhiên biến mất từ đầu năm nay sau khi dịch virus Vũ Hán xâm nhập Việt Nam. Đã có một số người tưởng công nghệ 4.0 bị đào thải, tuy nhiên tưởng như thế là tưởng bậy. Có thể công nghệ 4.0 không đẻ ra được bất kỳ ứng dụng nào phong cho phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán nhưng công nghệ 4.0 đang phục vụ đại hội đảng. Theo VOV thì Sở Thông tin Truyền thông Thông tin truyền thông của tỉnh Lào Cai vừa ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ cho đại hội đảng của cơ sở này. Tuy ứng dụng ấy chỉ là quét QR của các đại biểu tham dự đại hội để tải xuống thiết bị thông minh những tài liệu cần thiết nhưng Sở Thông tin và Truyền thông vẫn trở thành nơi đầu tiên ở Lào Cai tiên phong ứng dụng công nghệ số 4.0 trong đại hội cơ sở nên không cần giấy tờ. Chưa hết, VOV Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lào Cai còn là nơi đi tiên phong khi đại hội đảng cơ sở dùng chai thủy tinh, không dùng chai nhựa. Cho dù mã QR đã trở thành một loại tiện ích quen thuộc với chừng nửa tỷ người trong công nghệ, sinh hoạt cá nhân nhiều năm nay nhiều quốc gia đã dùng QR cả trong thanh toán chi phí sử dụng nhà vệ sinh công cộng nhưng đừng cười từ định hướng phát triển công nghệ 4.0 đến hướng phát đến hướng dẫn một số đại biểu đại diện cho lực lượng tiền phong lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị hệ thống công quyền ở Việt Nam sử dụng mã QR rõ ràng là Đảng ta đã tiến một bước rất dài về ứng dụng công nghệ trừ trường hợp dùng mã QR để nhà vệ sinh công cộng sau đó vẫn cần giấy. Các loại vé điện tử có mã QR được người sử dụng điện thoại thông minh smartphone chia ra khi vào xem phim trên xe buýt, tàu điện phi cơ. Tuy cũng không dùng giấy nhưng về bản chất vẫn khác rất xa với mã QR được các nhà đại biểu tham dự đại hội đảng của Bộ Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lào Cai dùng. Loại mã QR ấy tạo ra một loại vé cho phép người dùng được tất cả những thứ mà đa số quần chúng không biết đến bao giờ mới được. Cũng tuần này, VOV trịnh trọng loan báo dẫu Bộ Chính trị chỉ yêu cầu thực hiện thí điểm nhưng tỉnh ủy Quảng Ninh sẽ để 100% đại biểu tham dự các đại hội cấp cơ sở từ phường, xã xuống đến địa phương và các cấp cơ sở ở quận huyện trực tiếp bầu bí thư để nâng cao tinh thần dân chủ và lựa chọn được những cán bộ thực sự có năng lực, tâm huyết, tính tín nhiệm cao và một đại biểu dự đại hội bầu ban chấp hành đảng bộ xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Bạn nói với VOA, VOV, đó là bằng chứng thể hiện sự dân chủ rất cao ở cơ sở. Nếu trực tiếp bầu bí thư là bằng chứng thể hiện sự dân chủ rất cao thì tại sao Bộ Chính trị Trung ương không thực hiện Thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp phường xã và chỉ tại nơi cấp ủy đoàn kết thống nhất cao Tại sao vừa cổ suý dân chủ vừa thề chống chạy chức chạy quyền Nhưng vẫn duy trì quy hoạch nhân sự Dành giữ quyền lựa chọn sắp đặt nhân sự chủ chốt từ cấp quận huyện trở lên Nếu vẫn là như thế thì tổ chức đại hội đảng ở các cấp và các cơ sở đến trung ương để làm gì cho tốn kém Có thật Bắc Kinh không bận tâm khi mà tàu sân bay Mỹ ghé thăm Đà Nẵng? Chuyến ghé thăm giao lưu tại Đà Nẵng giữa thủy thủ nhân viên trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt với Việt Nam hồi đầu tháng 3 như là một minh chứng cho sự phát triển của quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ. Bỏ qua những khác biệt về chính thể cũng như ý thức hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ có thể được coi là các đồng minh tự nhiên khi tìm thấy quan điểm chung và việc duy trì hòa bình và an ninh trên khu vực biển Đông, đồng thời cùng đối mặt với trước một nhân tố bất ổn tại khu vực biển này, đó chính là Trung Quốc. Cũng chính vì mối đe dọa qua các hành động hung hăng của Trung Quốc tại biển Đông, đặc biệt vào giai đoạn 2007 tới nay, quan hệ Mỹ Việt đã có những bước phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên cũng chính vì sự cản trở từ Trung Quốc và quan hệ Việt Mỹ vẫn chưa đạt được những bước đi như mong đợi. Nhận xét về chuyến viếng thăm này của tàu USS Theodore Roosevelt có nhiều ý kiến khác nhau và cho rằng có nhà nghiên cứu người Nga cho rằng Bắc Kinh không bận tâm vì điều này quá bình thường. Vậy quả thực Bắc Kinh không thực sự quan tâm trước vì điều này theo Trung Quốc xảy ra là chuyện bình thường. The Global Times một ấn phẩm của phụ bản nhân dân nhật báo chuyên để thể hiện quan điểm diều hâu và có bài viết của chuyên gia cheng henping từ đại học nam kinh viết về vấn đề này mỹ và việt nam có hệ tư tưởng cực kỳ khác nhau và giữa họ tồn tại nhiều tranh cãi về nhân quyền dân chủ và tự do ngôn luận điều này không thể đột ngột thay đổi vì tìm thấy được một mục tiêu chiến lược chung Quan hệ đối tác giữa Mỹ và Việt Nam sẽ không giống như quan hệ đối tác giữa Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là Philippines và lẽ sẽ không bao giờ được như vậy trong một ấn phẩm khác của Global Times. Lee Hai Đông thuộc Đại học Ngoại giao Trung Quốc viết Chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam sẽ khó có thể thay đổi được chính sách hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc với sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị, hợp tác kinh tế và hội nhập khu vực một bên thứ ba sẽ khó có thể tác động đến mối quan hệ ổn định chung giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Trung Quốc đã chính thức xác nhận những bình luận của chuyên gia Li Hai trên trang Charlie Military Online. Tăng cường kết nối quân sự giữa Mỹ và Việt Nam là một hiện tượng bình thường, nhưng mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn thể hiện trong chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam sẽ không thay đổi được chính sách hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc như vậy quan điểm của Trung Quốc được thể hiện là việc tàu sân bay thăm Việt Nam không phải là điều đáng ngại. Sự đáng ngại nếu có là việc thay đổi quan hệ Việt-Trung, mà điều này có thể khó có thể xảy ra vì nhiều lý do. Thêm nữa trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Mike Valencia viết rằng Liên Minh Chiến lược Mỹ-Việt khó có thể tồn tại lâu dài. Mike Valencia là một trường hợp khá đặc biệt vì ông này là một nhà nghiên cứu tên tuổi của người Mỹ. Người ta biết nhiều đến Max Valencia, ông ta là đồng tác giả trong cuốn sách rất nổi tiếng trong giới nghiên cứu biển Đông, chia sẻ tài nguyên biển Đông. Max Valencia cũng được mời tham dự rất nhiều lần trong các hội thảo biển Đông do Học viện Ngoại giao tổ chức ở Việt Nam có một lần trong bữa tiệc chia tay ở hội thảo như vậy người ta nghe thấy mark valencia phàn nàn việc ông ta xin một số tiền để phục vụ cho nghiên cứu một đề tài nào đó nhưng không được phía mỹ chấp thuận và cơ hội đã đến với ông ta viện nghiên cứu nam hải của trung quốc với viện trưởng cũng đã có một quan chức trung quốc ngô sĩ tôn đã cung cấp một học bổng nghiên cứu hậu hĩnh cho mark valencia và từ đó quan điểm của mark valencia luôn đả kích mỹ và ủng hộ trung quốc trong bài viết của Mark Valencia thể hiện rõ một số điểm ngụy biện. Một trong những điểm ngụy biện đó là việc khẳng định quan hệ Mỹ-Việt là liên minh chiến lược. Việt Nam đã nhiều lần thể hiện một cách chính thức về chính sách 3 không và mới nhất là trong sách trắng quốc phòng được xuất bản vào hồi tháng 11 năm 2019. Theo đó, Việt Nam không tham gia liên minh quân sự với nước nào và không đặt căn cứ quân sự ở nước ngoài tại Việt Nam và không đi với nước này để chống lại nước khác. Có lẽ đối với người quan tâm, chính sách 30 này dường như là lời nhắn nhủ của Việt Nam đối với Trung Quốc. Trung Quốc từ lâu không giấu giếm tham vọng chiếm hữu phần toàn bộ biển Đông, cho dù họ không thể đưa ra bằng bất cứ bằng chứng cũng như cơ sở pháp lý nào cho việc chiếm hữu ấy. Cụ thể, có thể nói rằng duy nhất chỉ có Hoa Kỳ là có thể đủ sức mạnh để ngăn chặn sự bành trướng trên biển Đông của Trung Quốc và cũng chính vì vậy mà Trung Quốc luôn gạt Hoa Kỳ ra ngoài khu vực biển Đông với lý do vấn đề biển Đông thì để cho các quốc gia trong khu vực biển Đông tự giải quyết. Việt Nam cũng là cái gai trong mắt của Trung Quốc khi nhìn về biển Đông. Việt Nam có lịch sử hàng ngàn năm luôn chống lại sự tham vọng lãnh thổ cường quyền của Trung Quốc. Và nay Việt Nam luôn chống lại tham vọng độc quyền biển Đông của Trung Quốc. Chính vì vậy mà liên quan và việc liên hệ giữa Mỹ và Việt Nam phát triển Trung Quốc không thể không khó chịu Trong thực tế Trung Quốc luôn muốn thực hiện chính sách Phần Lan hóa và đối với Việt Nam nghĩa là giống như Phần Lan trước kia bị Liên Xô khống chế và chính sách đối ngoại Trung Quốc muốn rằng các vấn đề trong nước sẽ để cho Việt Nam tự quyết định như đối ngoại phải được sự chuẩn thuận từ Bắc Kinh Chúng ta đều biết là mỗi khi lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sang thăm Mỹ thì luôn luôn trước đó hoặc là chính lãnh đạo của việt nam hoặc là lãnh đạo cấp cao khác được phái sang để trao đổi với bắc kinh và chính vì thế mà trước tín hiệu cho thấy sự phát triển quan hệ mỹ việt không thể là thứ mà phía bắc kinh quan tâm mà thực sự trung quốc đang rất chú ý đến các vấn đề này đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh cao độ giữa mỹ và trung quốc trung quốc luôn coi việt nam như một chư hầu nằm trong vùng ảnh hưởng truyền thống của mình có chăng bắc kinh đang dùng truyền thông thông qua các luận điệu này để đánh đòn tâm lý để bạn cảnh báo Việt Nam không nên đi quá xa vượt ngoài sự cho phép của thiên triều. Thêm 6 bệnh nhân COVID-19 mới, 2 ca từ ổ dịch bệnh Bạch Mai. Sáng sớm ngày 28 tháng 3, Bộ Y tế công bố thêm 6 bệnh nhân COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 169 người, trong đó một bệnh nhân đã có mặt ở nhiều địa điểm tại Hà Nội, Hà Giang, Huế, Hội An trước cách ly hai bệnh nhân từ ổ dịch Bạch Mai. Theo Bộ Y tế, tới 6 giờ 30 sáng ngày 28 tháng 3 đã ghi nhận thêm 6 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca COVID-19 tại Việt Nam lên 169 ca. 3 ca trong số đó được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Ca còn lại có mặt tại nhiều địa điểm tại Hà Nội, Hà Giang, Huế, Hội An trước khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, 6 ca bệnh mới như sau, Bệnh nhân số 164 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Dạch Giá, Kiên Giang, là du học sinh tại Anh, về Việt Nam vào ngày 23 tháng 3 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines, số ghế 22K, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Anh được chuyển về khu cách ly ở Trung đoàn 855, tỉnh Ninh Bình. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26 tháng 3. Bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tình trạng sức khỏe ổn định Bệnh nhân số 165 là, là, Nam 58 tuổi quốc tịch Việt Nam Địa chỉ Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội Ông từ Anh về Việt Nam vào ngày 23 tháng 3 Trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Việt Nam Airlines Số ghế 41C nhập cảnh tại sân bay Vân Đôn Ông được chuyển về khu cách ly tại trường quân sự tỉnh Ninh Bình Mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26 tháng 3. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh nhân số 166 là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang. Cô sống tại Thái Lan, về Việt Nam vào ngày 20 tháng 3 trên chuyến bay mang số hiệu TG564 tại của Thái Airways số ghế 40B. Cô được chuyển về khu cách ly sư đoàn 241 tỉnh Ninh Bình. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26 tháng 3. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh nhân số 67 là nữ 20 tuổi quốc tịch Đan Mạch, lưu trú tại khách sạn ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cô là khách du lịch đi cùng với hai với người bạn 22 tuổi. Ngày 7 tháng 3, cô và bạn đến Hà Nội trên chuyến bay số hiệu QA0976 ghế 37K và 37G nhập cảnh tại sân bay nội bài ngày 8 tháng 3. Sau đó cô lưu trú tại khách sạn trên phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3. Ngày 12 tháng 3, cô đi xe giường nằm của hãng Ngọc Sơn đến thành phố Hà Giang và lưu lại đây đến ngày 15 tháng 3 tại khách sạn Gemmin, phường Thiện, về lại Hà Nội, cô ở khách sạn King Lee số 8 Lý Thái Tổ. Ngày 17 tháng 3, cô từ Hà Nội vào Huế bằng xe dường 5. Tại Huế, cô và bạn lưu trú ở khách sạn Sunshine 3 và số 10 Võ Thị 6 đến 19 tháng 3. Sau đó đi Hội An và lưu trú tại khách sạn Peck Parker 250 cửa đại ngày 19 đến ngày 23 tháng 3. Ngày 23 tháng 3 cô đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội trên chuyến bay hiệu VG 530, ghế 19E hạ xuống nội bài lúc 9 giờ sáng, tiếp tục ở khách sạn Kingly Hotel. Đáp ứng yêu cầu của hãng hàng không cần có giấy chứng nhận xét nghiệm không mắc COVID-19. Ngày 4 tháng 3 cô và bạn trai đến bệnh viện Nhi Trung ương để làm xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2, người bạn trai thì âm tính. Bệnh nhân và bạn trai đã được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Bệnh nhân số 168 và bệnh nhân số 169 là nữ 49 tuổi là nhân viên cung cấp nước sôi của bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện đã chủ động tiến hành cách ly các bệnh nhân và tiếp tục với những tiếp xúc gần và tiến hành khử trùng khu nhà ăn. Các bệnh viện tuyến cuối của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cần xét nghiệm sàng lọc Tại khu vực đang được coi là ổ dịch của Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế cho biết là đã, đã xét nghiệm tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân và người bệnh và người thân của bệnh nhân trong 5.000 mẫu xét nghiệm có phát hiện được 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Riêng 3 khoa phát hiện có người mắc bệnh virus Vũ Hán là khoa thần kinh, trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai có liên quan đến bệnh nhân số 87 và bệnh nhân số 87 và khoa tim mạch C4 tất cả đều có kết quả âm tính. Bộ Y tế nhận định dịch bệnh có khả năng lây lan trong nhóm người nhà chăm sóc bệnh nhân, nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện. Hiện Bệnh viện Bạch Mai đang tiến hành các biện pháp kiểm soát tạm dừng đón tiếp bệnh nhân và thực hiện việc cách ly toàn bệnh viện để bảo đảm sự an toàn cho bệnh nhân và y bác sĩ. Người nhà của bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện đề nghị tất cả các bệnh nhân, người nhà của bệnh nhân đã đến khám điều trị tại bệnh viện trong vòng 14 ngày qua thực hiện cách ly và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để quản lý sức khỏe. Bộ Y tế cũng nhận định tới đây một số bệnh viện tuyến cuối một số bệnh viện trên địa bàn thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có thể xuất hiện các ca dịch bệnh đòi hỏi phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng lây nhiễm và thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc như bệnh viện Bạch Mai. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.